ông người qua là ai hồ tuyền bật khóc sự im lặng của bầy cù bắt đầu trong bốn ngày qua sau khi khán giả đã biết rằng chị ni hiện vẫn còn ở nước ngoài và vô cùng lo lắng cho cô trong khi đó phía bên hồ tuyền thì tung lên những video nói rằng chị ni là người cầm đầu cốp két sắt kể cả thám tử lùng ở bên việt nam thì quay cảnh nhà tù mã lai nạn nhân mặc đồ như thế nào và hồng trinh cũng lên bài thấy thương cho những nạn nhân mà bị ni ăn cướp. Vậy hãy cùng chúng tôi lật lại vụ án mà Ni đã từng kể. Nhân vật Ngọc Hường là người đã lợi dụng công ty của chị Ni để lừa đảo những người Việt Nam vào năm 2022. Trong khoảng thời gian đó, vụ án này đã từng đưa ra xét xử, chứ không phải đến bây giờ công an Mã Lai mới truy lùng tung tích. Hai năm mới bắt được chị Ni. Vụ án này, Hồ Tiền đã từng nói với một người chị của Ni cách đây hai năm, đã đem vụ việc này ra xét xử. Chị Ni đã từng bị phạt cảnh cáo gì vô nhà người khác, mặc dù đã có giấy ủy quyền của công an địa phương. Nhưng cho đến thời điểm này, Hồ tiền lại lên livestream, chỉ nói là ông người qua bị con ni vô cốp két sắt. Vậy ông người qua này có liên quan gì đến một nhân vật đang có lệnh truy nã là Ngọc Hường hay không? Xin thưa là có, nhưng vì sao Hồ tiền lại không nói rõ cho khán giả biết được rằng ông người qua là chồng của Ngọc Hường? Có phải cô ta đang che giấu đưa thông tin sai lệch để cho khán giả hoặc rằng là cô ta không biết ông người qua là chồng của Ngọc Hương và gã người qua này đã lừa gạt cô ta. Gã đóng dây nạn nhân trong câu chuyện chị Ni vô nhà cốp két sắt, nói cho một câu công bằng thì chị Ni vô nhà cốp két sắt của thằng ăn cốp thì khán giả có thông cảm cho chị Ni hay không? Đây là câu hỏi thật lòng đó. Hầu tiền có thể trả lời giúp. Đó là để trả lại cho người bị hại thì ai tội nặng hơn ai? Bọn chúng không vu khống cho chị Ni sau khi cốp các xác xong, chị Ni được nhóm người này chia tiền ăn cốp. Nếu ăn cốp giữa ban ngày mà dễ như vậy thì chị Ni chắc sẽ có khối người bắt trước để ăn cốp. Đương nhiên, chị Ni lấy tiền của những người này đi gạt người khác thì nhóm người đó sẽ thù chị Ni. Chắc chắn sẽ tìm một cách nào đó để chơi lại chị Ni. Trong video mà chị Ni cùng với mọi người vô nhà của Ngọc Hường đã từng chia sẻ trước đó, cô đã nói trong video rằng nó lừa chị 4 năm rồi chị nói cho tụi em biết tụi em mà biết chị là tụi em không bị lừa nếu như cách đây 4 năm các em gặp chị là các em không bị lừa rồi qua lời nói này của chị ni chứng tỏ chị ni là người giúp các nạn nhân bên việt nam qua mã lai để đòi lại công bằng còn việc vì sao chị ni lại dám ngang nhiên xông vô nhà của ngọc hương thì có lẽ chị ni đã từng sống ở đất mã lai và chị lấy chồng là người mã lai cho nên chị rất hiểu lực ở bên nước mã nếu chờ cảnh sát mời tên người qua này lên để làm việc thì chắc chắn tài sản của nó nó đã tẩu tán đi hết rồi trong khi đó thì con vợ của tên người qua này thì trốn biệt dạng muốn lấy lại một chút ít tài sản cũng không thể được vì điều này nên hai năm sau mối hận vẫn còn trong lòng cho nên một số kẻ đã bị ni lấy lại tiền cho nạn nhân đã cấu kết hợp sức lại với nhau và kể cho hầu tiền hồng tin nghe theo cách nhìn một chiều họ tin là ni là trùm tướng cướp ở bên mã lai sau này, cảnh sát nói với Hầu Tiền, với Hồng Trinh rằng Thám Tử Lùng, con Ngọc Hường mới là tướng cốt, thì ba người này sẽ là bị khán giả xử lý như thế nào. Cho đến hôm nay, động tĩnh bên chị Ni cũng thật im ắng. Dạo một vòng qua những người bạn của chị Ni như Ái Quyên Mai và Trương Bảo Xuyên, thì thấy họ vẫn hoạt động bình thường, không có gì gọi là vô cùng lo sợ, sẽ có điều gì đó ảnh hưởng đến chị Ni. Khán giả đã biết, Ái Quyên Mai là chị em cùng giàu sinh ra tử với chị Ni. Hai người có mối quan hệ chị em rất thân thiết. Từ Mã Lai cho đến khi về Việt Nam, chị Ni cũng từng xuống nhà của Ái Quyên Mai chơi. Ái Quyên Mai trong ngày hôm nay cũng đã chia sẻ rằng mình đang đi chơi cùng bạn bè trong ngày vui ở bên Mã Lai. Cũng như Trương Bảo Xuyên mới đây, anh cũng khoe mình đã đến thành phố Sydney. Mỗi lần ghé thăm nơi này, anh đều phấn khởi với những kiệt tác đồ sộ và sự dĩ đại lắm của cây cầu quyền thoại bên bờ sông mênh mông ôm ấp nhà hát con sò so tại sydney dù là dừng chân lại ít phút thôi để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm với nơi này mà sao trong lòng vẫn có cái gì đó muốn kể muốn tâm sự với cảnh trước mắt như thế này bản thân mình còn nhiều điều chưa hoàn thiện và kém lắm trước đây không nhận ra và cũng chưa thấy được mình cần cố gắng để phát triển thay đổi hơn nữa giờ đây dù ít hay nhiều thì bản thân mình cũng đã nhìn thấy được điều đó dù chưa thay đổi được đến mức ưng ý vừa lòng nhưng đã biết được chút ít, thì còn tốt hơn là không nhận ra được chút nào. Giữ sự lương thiện trong lòng để làm được nhiều điều hơn nữa nha chàng trai. Dù sự tử tế của mình chưa trọn vẹn lắm, chúc tất cả chúng ta luôn có nhau để cùng nhau vượt qua những lúc yếu lòng nhất. Và thêm một thông tin nữa cho khán giả yên tâm về chị Ni, đó là có một người thân đã chia sẻ về chị. Hiện tại như thế này, mọi người ơi hãy chia sẻ giùm mình với nhé kính thưa tất cả những ai đã và đang yêu thương Hồng Ni và lon Hãy thật yên tâm, bình tĩnh và tự tin nhé. Ni không bao giờ làm cho mọi người yêu thương Ni bị thất vọng nhé. Một, Ni hiện bây giờ đang rất ổn trên mọi mặt trận, kể cả tinh thần lẫn vật chất. Hai, câu chuyện xảy ra ngày 14 tháng 8 vừa qua là Ni không phải bị bắt hay bị còng tay gì nhé. Ni đã bị tụi con nhỏ xâm trổ và con tiết trắng hãm hại Ni và du khống cho Ni là buôn hàng lậu sau đó Ni được công an mời để hợp tác điều tra, chứ không phải là như con xâm đổ tung tin cho thằng thám tử lùng là Ni đã bị 10 cảnh sát bên malaysia dây bắt. Tiếp theo đó là tụi nó đưa thằng chồng của con Ngọc Hường bị truy nã, nộp đơn kiện Ni, nhưng chưa đầy đủ bằng chứng vì con Ngọc Hường nó vẫn trốn nên còn đang đợi điều tra. Nhưng tụi nó hợp tác với nhau, kể cả lưng, le, lùng, khờ, xâm trổ, tiết trắng đã bày mưu tính kế để hại Ni, du khống cho Ni rồi từ từ mọi người để ni về sẽ rõ nha cho tới hôm nay thì tất cả mọi người bị con ngọc hường lừa đã có mặt tại mã lai cùng với gia đình của ni để hỗ trợ cho ni một cách tốt nhất có thể những người bị hường lừa đã xin đầy đủ các giấy tờ liên quan đến con hường để cho công an mã lai điều tra và để cho ni hoàn toàn là người vô tội ni chỉ giúp người chứ không hề câu lợi gì cho ni tiếp theo là ni sẽ đưa cho đứa nào như thế nào từ từ sẽ hiểu con xăm trổ nó chỉ giỏi xạo, láo tét trên không gian mạng mà thôi. Nhưng ngoài đời, nó là một con ngu nhất trên đời này. Để coi phim ngu của nó mọi người ơi. Nó đã bị mấy đứa quay xe mua chuột và đã lòi cái ngu của nó. Mai mốt, nó đừng nói khóc lóc, gian sinh ni nữa. Mọi người yên tâm, chúng ta hãy lưu lại toàn bộ những gì mà tụi nó dựng chuyện và du khống cho ni. Để có thêm bằng chứng giúp ni. Anh em, bạn bè và gia đình chồng của ni cũng đã lưu kết quả rồi nhưng mọi người cứ phụ thêm những ai yêu mến ni thì cứ yên tâm và im lặng trong lúc này để coi tụi nó làm gì tất cả những người thân và những người bị con hường lừa và bạn bè của ni vẫn luôn luôn bên cạnh ni một đứa làm truyền thông mà lại không cần biết thông tin xử lý ni như thế nào thì nó có chịu nổi không và mọi việc hiện tại bây giờ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của những đối tượng hãm hại chị ni cho nên nó mới đưa những thông tin chỉ một nửa sự thật nếu đủ yếu tố bắt giam ni thì hà cớ gì con xâm trổ lại đi xin tiền được phép bỏ tù ni vì thời gian của nó cấp bách dữ liệu thu thập cũng cần phải xác minh nguồn chi tiêu cũng không có bắt buộc là phải đi xin và tụi nó bây giờ chân hững vì không biết hành tung tiếp theo của ni là gì cái miệng riêu rao ni bị bắt nhưng tại sao ni vẫn lên mạng được nó sợ hãi sự im lặng không biết ni đang ở đâu làm gì nhất cử nhất động sẽ ra sao khi nào Ni trở lại và dịch mặt từng đứa một, bộ phim Sự im lặng của bầy cù chỉ mới bắt đầu thôi.